Hello, hello, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình ạ. Thì hôm nay mình lại tiếp tục vào bếp để nấu ăn đây. Tiện thế thì quay lại làm kỷ niệm giao lưu với mọi người cho vui. À, hôm nay mình sẽ làm cái món thịt heo kho rất là đơn giản thôi á mọi người, nhưng mà ăn rất là ngon cơm luôn. Đây mình có ít thịt heo này. Thịt này cũng rất là ngon luôn. Đấy, rất là tươi ngon, mình đã rửa sạch và ra cái miếng vừa ăn như thế này nhá. Mình sẽ đem đi kho. Cái này là đường các mọi người này. Đó, còn đây là nước mắm nhé. Một chút hành lá này. Hai tép sả này. Mấy tép tỏi này. Đó. Mình làm cái món thịt heo kho đơn giản thôi. Giờ bây giờ mình mời mọi người xem mình làm cái món này nhé. Let's go nào. Đây rồi. Đầu tiên là mình sẽ ướp sơ qua cái phần thịt này này. Đó, thịt mình ra cái miếng vừa ăn như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ ướp qua đi cho nó thấm gia vị nhé. Đây ướp cái thịt này mình ướp đơn giản thôi. Đây mình có cái nước mắm này, mình sẽ cho nước mắm vào. Mình ướp với cái nước mắm này kho cho nó đậm đà, nó đưa cơm. Đó, cho hết cái số nước mắm vào nhé. Sau đó mình cho thêm một chút cái hạt nêm cờ nò này. Đây, mình chỉ cần ướp nước mắm với lại hạt nêm cờ nò thôi. Đơn giản như vậy thôi. Trộn đều đi cho nó thấm gia vị. Trộn đều đi, là mình sẽ ướp một lát nhé. Ướp một lát cho nó thấm gia vị đi, là mình kho cho nó ngon. Rồi, rồi ok, sẽ để đây mình ướp một lát. Đem đi kho đảm bảo rất là ngon cơm luôn này. Đấy rồi mình sẽ kho vào cái chảo này nhé. Để mình đã cho 2 thìa dầu ăn vào đây rồi. Để cho dầu nó nóng lên. Đây mình sẽ cho cái số đường vào nhé. Đây mình sẽ thắng cái đường này. Thắng đường này nó lên cái màu cánh gián này, mình làm cái nước màu ấy. Đây khi nó chuyển cái sủi cái bọt màu như thế này là được mọi người nhé. Mình sẽ cho cái hành tỏi khô và sả lúc này mình thái đấy, cho vào. Đây, mình sẽ phi thơm lên. Cho nó thơm phức luôn. Này, rất là thơm luôn. Mình sẽ cho số thịt đã ướp vào này. Cho thịt vào mình sẽ trộn đều đi. Trộn đều cho những cái miếng thịt này nó hơi xe cái mặt lại, nó tái lại. Cho nó thơm ngon rồi mình sẽ cho thêm nước vào mình kho. Làm kiểu này cho cái món thịt kho nó thơm ngon. Đảo qua cho nó xe miếng thịt. Nói chung là đơn giản thôi mọi người. Nấu ăn cho gia đình.
cái món ăn rất là ngon cơ, mà lại rất là dễ làm luôn, cực kỳ là dễ làm mà lại hao cơm. Đấy, cái miếng thịt nó đã xè cái mặt lại như vậy là ok. Mình sẽ chế thêm một ít cái nước sôi vào. À, mình sẽ chế thêm một ít nước sôi vào mình kho. Mình cho ít nước thôi nhé. À, mình cho nhiều nước thôi, không cần nhiều lắm. Kho ít nước cho nó ngon. Đây, mình sẽ nêm lại cho nó vừa, cho thêm một ít cái muối ăn này. Cho thêm một ít cái bột ngọt nhé. Đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ đậy vung lại mình kho. Đây rồi, mình sẽ đậy nắp vung lại mình kho nhé. Kho cho nó đảm bảo. Tiến hành thôi. Đây, cái nồi thịt kho của mình như thế này là được rồi đấy mọi người ơi. Đấy, mình sẽ để lại một ít nước như thế này nhá, cho cái món thịt này nó sẽ không bị quá khô này. Ăn nó rất là mềm, rất là thơm ngon luôn. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ cho thêm một chút cái hành lá mình cắt ngắn vào này. Cho vào nhá. Cho vào là tắt bếp được thôi. Đấy, vô cùng là đơn giản nhưng mà rất là ngon cơm. Đó rồi, ok, để mình tắt bếp mọi người nhé. Đây rồi, đây mọi người ơi, mình đã hoàn thành xong cái món thịt heo kho này. Rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là thơm ngon luôn. Đây, những cái miếng thịt heo này ăn rất là mềm, rất là ngon cơm, màu sắc thì cũng rất là hấp dẫn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.